ăn nó tới. They thought it's food. What is it? Oh, pizza. Oh. Oh. They got so close. Come here. Oh, JD. Cứu mẹ. No, they know it's not. They don't come anymore. They know it's a stick. The other one was orange. Yeah, the other one was orange, so it looked like a chip. Fun, JD? Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hội Hợp Family Cuộc Sống Vậy. Thì như đầu cái video của chúng ta thấy rồi đó, chị bị té một cái tai nạn nhỏ mà mình không bao giờ muốn xảy ra. Tại vì tôi tính là chiều nay dẫn cho nó đi bơi thêm lần nữa, mai đi về. Mà giờ vậy rồi sao đi biển đi bơi gì được. Đây nè các bạn ơi, Ngọc tới nhà của chú rồi, chú dẫn Ngọc ra sân đằng sau. Nhà chú trồng mấy cái cây giống y chang Việt Nam của mình đúng không các bạn? Quá trời bông luôn nè. Wow, một vườn luôn. Cái này là bông giấy nè. Trời ơi, cái này mà có cái cây bông bông mai mình đó hả, mà Tết mọc là đẹp lắm luôn á. Đằng sau này là cây gì ta? Cây này là cây mít. Mít. Phải không? Đúng rồi, cây mít nè. Trời ơi, cây mít có trái mà cây trái chưa kịp ra bị hư rồi nè. Ồ, vậy đây là cây mít. Trái mít nè. Cái này là chắc cái nhà kho của chú quá. Wow, các bạn coi cái cây sambuche nè các bạn ơi. Ôi trời, trái nó bự lắm. Dạ. Sao cái nó hết một đợt. Chú hái gì vậy? Đẹp, hái mấy trái sambuche nè, bỏ vô cái dúng gì về ăn ngon á. Nó còn nhỏ mà chú. Nó vậy là hết lớn rồi. Ủa? Chưa nó bự lắm. Ủa vậy là hết lớn hả chú? Trái sambuche của Việt Nam nó đâu có to bằng trái sambuche đây, sambuche đây nó to. Sambuche cũng bể, con này giống Việt Nam mà. Cái này giống Việt Nam hả chú? Ăn nó thơm y như Việt Nam vậy. Oh wow, trời ơi. Trời ơi, vậy là cái này mà sambuche mà chín cái là chú ăn không kịp luôn á. Trời, nó ăn đâu kịp đâu. Nó rụng ra để cái mình không quên, tại vì nó đẹp đẹp vậy nè. Dạ. Đẹp đẹp mình tưởng nó còn non hay vậy, nó rụng, nó chín nó rụng luôn rồi. Dạ. Này sao mình đem cái giống nó được qua đây chú? Trời ơi, coi ngọt ngọt gai nè. Chú trồng nhiều rau kìa ha. Nha đam, ớt. Rồi càng cua. Cái này gì ta? À cái này cũng càng cua luôn. Cái này là bạc hà. Còn cái vườn leo này là vườn leo gì nè mọi người. Ở đây đã là trồng rất nhiều cây, nhiều cái. Ồ, có cây đúng. Chú biết là ba con là anh Quốc Bình phải không? Dạ đúng rồi, ba con là ba con thứ tư, chú Bình thứ năm. Chi? À trời ơi, coi trái đu đủ kìa. Trời ơi, ba trái. Đẹp kìa. Dạ. Cũng vui. Vậy là chú qua đây là chú ở Florida nào giờ hả chú? 11 năm hả? Con chú bảo lãnh hả? Ông già bà già bảo lãnh. À dạ. Ba con rành cái gia đình này lắm. Dạ. Ông có Facebook chú mà. Ủa ba con có Facebook chú luôn hả? Dũng Hương đó. Con cũng chưa, con là chưa có nói với ba con là bữa nay con qua chú luôn á. Để cho ba con coi video cho bất ngờ. Vậy là chú coi Facebook của con lâu chưa? Coi
bà coi bà rành lắm. À vợ chú coi con á. Rồi cái nó coi cái nó thấy con mua thuốc mua đồ, chỉ mua thuốc mua đồ nó mới mua thuốc cho chú. À mua chú mua được cái gì rồi? Ủa nhỏ này nhỏ con công mà. Mà chú mua được thuốc gì uống rồi? Hả? Chú mua được thuốc gì uống rồi? À. Ờ coi hai cha con đó kìa. Trời ơi y như cái vườn sao của Việt Nam luôn, bởi vì đây đã ghê. Cây dừa đâu chú, cây dừa đằng sau hả? À ba cây dừa đằng sau hàng chi. Thấy chú có máy hái mấy trái dừa rồi. Bông xoài tối trời luôn hả? Cỡ tháng mấy xoài mới mọc? Trời ơi đâu có kẹo sô cô la ăn đã đời tời. Trời ơi đi qua nhà ăn măng kẹo sô cô la. Ồ cái cây này là cũng cái cây này cây gì chú? Không. Đây nè. Cái này hả? Cái dạ. Này là cây mãng cầu đây à, cây mãng cầu với cái bơ. Nè không, cái trái bự bự luôn. Cây này nè, cây này. Cây trúc hả? À có cây mãng cầu với cây bơ, bơ năm nào cũng có trái luôn hả? Con xui ghê, con qua con không được thấy trái bơ ta ơi. Đi ra sau này chú cắt dừa cho chú. Hái thử trái dừa, con uống thử trái dừa từ trên cây xuống. Wow, chú không có nguyên một cái phòng này. Trời ơi, phòng này để giống như là phòng mà. À phòng nhậu đó. Quá đã không. Trời, cái cây này giống cái mai vậy chú. Cái mai đó. Trời ơi. Nó nở ở trên, nãy con bước vô cái cửa là cũng cây mai đó. Wow, là chú đem được cây mai Việt Nam quá luôn hả? Mai này mai ở đây chúng ta trồng nó mình mua lại nguyên cây vậy đó, mình dần trồng. Ồ ở đây người ta trồng được cái mai Việt Nam luôn á chú. Cái này con mua cái chục năm rồi. Chục năm rồi đó, năm nào cũng nở hoa đó. Nở hoa năm nào, nhưng mà mở mai là lặt lá sớm rồi, trước 2 tháng là trời lạnh mà nó tới dần bữa nay nó mới nở. À wow. Lặt trước 1 tháng là đầy, lặt trước 2 tháng luôn, tại nó lạnh quá nó đẹp á. Dạ, vậy là quá mừng rồi. Bên đây mà có cây mai thì hồi nãy con mới nói với chứ con nói ủa bên đây làm chi phải có cây mai có liền luôn. Mà mùa này con qua hả, mấy cái chỗ mà ấy đồ này kia người ta không có cho vô vườn để hái trái. Đây nè, cái này cây xoài nè. Mùa này là nó không có trái mà tới mùa nó cũng vậy nữa, tới mùa nó có trái, nó cũng chín, nó cũng hái, nó đem tủ đá nè. À mình vô mình nó đem tủ đá ra cho mình lựa thôi. Dạ. Ôi trời, hái dừa thấy không? Oh, wow. Trời, xưa là chú đứng với chú hái luôn, bây giờ nó từ càng ngày nó càng cao. À giờ mới bắt ấy. Có xích xích dài hình chú hay nữa. Dạ, đây cũng xích dài. Chuyện nghe coi chuyện vừa. Rồi, ok, dạ. Rớt xuống luôn á. Wow. Wow. Rồi, vậy được không chú? Vậy là đủ rồi. Vậy mình vô mình uống một tăng. Oh my goodness, mọi người coi nè mọi người ơi. Việt Nam mà con cây này biết cái gì không? Dạ. Xinh xăm nè, tối thì chú hái mới rồi chứ biết con ghé kêu bả dò sẵn hay chút vô anh. Trời đất ơi, cái xinh xăm hả? Xinh xăm Việt Nam nè. Wow. Nhà luôn. Ủa rồi vợ chú đâu rồi, nãy giờ con không thấy? Làm. Nhà có cái tiệm nhỏ, mấy mẹ con nó làm, muốn làm mẹ con làm. Ồ, cái tiệm nào hả chú? Ừ. Trời. Ở Mỹ này ăn hay không chết sao? Ở Mỹ này không ai ở không được chú ha. Cháy đi, cháy đi, coi ông có cái gì kìa. Hồi nãy giờ con chào ông chưa? Hả? Hi. Baby, so he's he close to Chu Nam, but he know my dad and my family and stuff. Oh, okay. Wow. Có bao nhiêu thích quà quậy đó để gì đắng uống? Dạ. Nhiều lắm. Mua mấy trái này để uống. Để về cho bạn con uống. Từ nhà từ. Để một bữa hai bữa là chín ăn thử coi cho nó thơm. Dạ. Cái đó để đi đem về Michigan. Mai con về rồi. Dạ, con ở đây còn lạnh mà. Con ở cái tuần lễ rồi. Con thấy còn lạnh còn tiếc dữ lắm mà về chứ vậy? Con thì nghỉ được, còn chồng con phải đi làm. Ồ, thế à. Dạ. Con thì công việc con là cũng tự do. Dạ, ở đây mình có cái nhà xông hơi luôn á chú hả? Có, chú tập dục xông hơi xong rồi. Trời rồi. Ơi, cũng khỏe con ta. Chay, chay, coi ông làm đi chay. Ông chặt trái dừa chay. Có thu dừa nè. Coi chặt trái dừa kìa. Đơn giản lắm, ở Mỹ này nó không ăn cái, cái được cái lắm. À, có dừa. Dừa thôi. Ồ, cái bỏ hút vô uống thôi. Rồi. Trời đất ơi, vui dễ dễ trời. Ồ, cái này có lý này nha. Con tưởng mình phải lấy cái con dao cái mình chặt ra ba cái. Ồ, wow. Khu dừa kiểu Mỹ nè các bạn nè. Rồi, lấy ông hút.
Dạ con cảm ơn chú. JD, wanna try it? Daddy. Try it. JD, try it. Chèn kỳ ghê á. Đã không? Very good. Very good. Con đau hả? Còn đau. Thật mệt, dê đau hoài. Dạ, dạ, để con về con nói chú Bình. Chưa nhà chú có hai mấy đồng motorbike mà. Oh wow, nước dừa ngọt quá chú. Ngọt. Ủa thì muốn ăn cái vô đây chú trẻ đây chân dạ, gái. Thôi vậy không dạ. Vừa nó đổi gì á. Có muốn nước uống nước không? Uống nước, lấy nước. Đây các bạn, hôm nay chú Dũng có chuẩn bị cho Ngọc những cái món ăn mà chú Vĩnh nói hả, phải để bụng đi nha mới qua ăn. Baby, he make some bột kho. Oh, ok. Yeah, bột kho. Nice. Chú Dũng, con vô nhà chú Dũng con thấy nguyên cả một cái Việt Nam ở trong này luôn á chú Dũng. Từ cái tượng Phật, tượng đồ, con quay chút được chú Dũng. Đây nè, từ con vô bên, con vô đây mà con yêu cái ông thần tài thổ địa. Không phải yêu là con thích á, trời ơi, ông thần tài thổ địa. Rồi tượng Phật đồ này kia đẹp quá luôn chú Dũng. Yeah, very nice couch set up here. Mèo á. Ôi đó coi đẹp không? Yeah. Vô là giống y chang cái truyền thống Việt Nam mình là nhà cửa đồ này kia. Trưng bày đồ. Trời ơi có nguyên ông cái này là ông Thọ nè phải không ta? Trời ơi coi kìa. Quá đẹp luôn chú Dũng ơi. Hồi nãy Ngọc có gọi điện thoại cho chú Bình. Nói chuyện với chú Dũng, tại vì á hả chú Bình với chú Dũng ngày xưa thì nói chung là quen nhau là thân hơn là ba Ngọc với lại chú bò Dũng kho, dạ bò kho. Chú Dũng nấu á hả? Chú Dũng nấu luôn cái nha mọi người nha. Dạ. Okay, perfect, cuz I just started. Okay. Cái đó là ra ngoài đó chú Dũng. Cái đó ngoài trước có vàng nhạc. Có vàng nhạc qua đó nữa. Trời đất ơi chú Dũng ra mở con coi. Vàng nhạc gì mà từ ngoài gara vô tới cái đằng trước cửa nhà, rồi cái vô cái tới chiến giữa nhà, cái rồi đi sau nhà luôn. Ồ, chú Dũng chơi trống được không? Được không? Được không? Không chơi hả? À, không, quá tâm hồn quá. Trời đất ơi con nguyên vàng loa như đám cưới không ai. Ai vô nhà chú Dũng là tưởng là cho mướn đi thi thác đám cưới không á. Wow. Đàn guitar, loa đồ quá dữ luôn. Có cái đây này để mấy băng nhạc đồ ấy đồ lên luôn nè. À bài gì đây? Mình gặp nhau giữa buồn vui duyên đôi số gì đây nè. Quá đã luôn chú Dũng ơi. Đây nè, còn đây là các bạn. Tiếp theo là cái bắt đầu vô tới bếp rồi, các bạn coi nhà chú Dũng nè, bắt đầu loa nè. Chú Dũng chơi mấy vàng, cái vàng loa cũng giữ vàng đó nha. À. Dạ, hả? Cái bắt đầu có xuống tới đằng đây nè, có đây nè, mấy cái cây ọt. Đó đằng ọt, rồi đây có một máy tính cũng có cái vàng hát luôn. Live stream hả? Trời ơi cái vàng này vàng live stream. Dữ ta. Ồ cái này có lý nha. Chú Dũng cái này mà lên mà live stream hát cái này hay lắm nè chú Dũng nè. Trời sao mà con thiết kế được cái vàng này, mai mốt con có cái nhà bự á. Ồ, cái màn xanh xanh là cảnh hả? Ồ. Rồi sao đây nè, đây. Đây là cũng có một cái dàn đây, đây là cái dàn cảnh. Nè, đây là live stream hát làm sao đây cũng có dàn hát. Đó, ngay chào đây cũng có một dàn hát nhạc luôn. Chú Dũng là quá nghệ sĩ luôn. Quá trời nghệ sĩ luôn. Dạ, chú Dũng. Ồ, là ngày xưa chú đi diễn mô tô bay vậy hả? Ồ. Cái tấm hình đó là chú hả? À, ù dữ ta. Này quá dữ luôn á. Kỷ niệm tại Đà Nẵng hả? Ba con coi video clip này chắc ba con cũng vui lắm á. Dạ. Chút xíu được rồi chú Dũng ơi, chén chút xíu được rồi. Nhiều quá chú Dũng. Có bò viên. Bò viên, bò kho, canh. Dạ. Đây nè các bạn, chú Dũng có làm đây, cái này rau rồi chắc ngoài vườn đem vô luôn nè. Dạ, dạ. Dạ. Đây là nem nướng nè. Nem nướng. Đây này là bò viên luôn nè. Ok, let's eat. Bây giờ con mời chú Dũng. Mời. Chồng con thích cái nem này nè. Này nem nướng nè. Dạ.
ghê ghê. Chú xách cái nhỏ, con này cục. Dạ. Ai xách ăn cục nhiều. Dạ, chú Dũng ăn nhiều cục cho nè. Cũng bỏ chị bỏ giá sao thơm vô ăn ngon. Dạ, thôi đừng nói rồi. Để chú bắt nè, Việt Nam nè. Dạ. Bò viên bò con ngon, cũng người chấm bò con. Dạ. Con là tự nhiên lắm chú Dũng, đừng lo con. Nè chú Dũng ăn rau này không? Ăn mấy cọng rau này đi. This is like another red pecan. Hả? Rau này ngoài vườn không chứ không? Rau này, mấy cái rau này rau chợ, rau chợ hả? Còn con thấy vườn chú Dũng cũng có lộ hơn hết chứ. Có, cái rau về về cộng kia của người chồng. Dạ. Yeah. This is meatballs too. Ngò gai á, ngò gai, cái đó kia ngò gai. Ngò gai quên. Ngò gai. Ngò gai là chồng, còn mấy cái rau phóng lũi này chú chồng nó không lên. Chồng phóng lũi rồi nè. Chú Dũng thích hát mấy cái nhạc bolero hả? Chú thích hát mấy cái bolero, chơi tịch ta rồi chơi gì không vui. Bữa đây cũng quen mấy đứa cũng lâu lâu, mấy đứa ca sĩ đây là lâu cái kéo hai ba đứa lại ngồi nhậu hát hò. Dạ. Yeah. Different kind of a car. Con ăn ốc trái không? Trái sao con chụm dạ không, con ăn ốc trái. Bánh mì. Con có bao nhiêu không? Nhiều kinh. Daddy, you want some noodles? Chơi nữa rồi, trước nó chơi đúng không? Ở đây còn thấy chỗ Việt Nam nó bắt đầu ăn ngon, ok không? Cũng được. Ở đây nói chung nhà hàng Việt Nam không có nhiều. Có đi lên mộ làm đồ thì có hơi nhiều chút. Còn đây thấy ít. Xưa biết sao dạ. Xưa bình đó bình biết sao đặt là bình kỳ cào tại anh khó chịu đúng không? Ừ. Người ta đặt đánh kỳ cào. Anh cầu kỳ rồi đó phải không? Ừ. Bình kỳ cào. Ủa hồi trước là con qua con ở nhà đó hả? Hồi trước con qua ở cái bình, con ở chỗ bình năm mấy hai năm. Ừ. Con mới gặp ở mới cưới rồi con mới dọn qua mới chưa gặp. Dạ. Đúng dạ. Thằng kia bữa mà con phải làm cái tờ clip con nó chú xíu chú là chú nghi mình à. Yeah. And so you got a lot of microphones and. Yeah, he loves singing. Yeah, video makes up. Yeah. Oh, he loves singing. Everything. For singing. It's all for singing. Mm-hmm. Yeah. Lâu lâu. He sing once a week. Lâu lâu cái chú quay về video đó, chú to cái là đưa lên tầng đưa lên hả? Ngồi dưới mà buồn nhà dưới thời gian được đỡ hơn cái mình đi tà lao. Dạ. Very nice. Vui. Vui. Lớn rồi. Mình thấy ba mày ơi, hát cũng muốn tay muốn chân giống nhau. Ba con cũng còn hát dữ lắm. Ừ. Vậy mới lâu già. Còn mà không ư là mình thấy cái tuổi rồi mình đo nghĩ buồn chuyện này kia là mau xuống. Dạ. Chú giờ chỉ cần giờ còn cháu ngoại cháu nội đồ này kia thôi ha. Cháu nội được thôi xong rồi. Ba con đầy đủ rồi ha. Dạ, ba con nội ngoại là đầy đủ rồi. Giờ thì chỉ lo cho giữ cháu nội cháu ngoại thôi chứ còn không làm gì nữa đó. Nhận trái đất nó cũng tròn chú hả? Ừ. Gặp nha. Ngờ đâu. Đó không? Chứ nói rồi đó. Ờ. Quá bữa bả thấy con qua đây. Đó, mà không biết làm sao nha. Dũng ơi, Dũng ơi. Đó, ủa, sao tôi cũng thấy, Ai nói vợ chú á hả? Ừ, đại bảo hay coi cái clip của con, đại con dạ. Hay quảng cáo thuốc này thuốc kia, bây giờ nó coi thuốc á. Dạ. Một lần giá hỏi ông đi Costco rồi, hôm bữa Ngọc quảng cáo rồi. Mua. Tại con hay mua thuốc gửi thì bao uống hả? Dạ. Ừ.
Chú mới nhắn vô, tôi nhắn vô, nhắn lên cho thấy cái đó là con cài tự động hả? Mỗi lần ai nhắn vô lên lên nhắn luôn. Đúng chính xác, cái đó là tin nhắn cài tự động. Đâu rảnh đâu mà trả lời phải không? Dạ, với lại xong rồi cái không phải tại vì một ngày nhiều tin nhắn quá đó chú, mà những cái nội dung người ta hỏi nó giống nhau. Người ta một là ta hỏi cái này cái kia cái nọ, là con thứ con có cái gì là con cứ để lại sẵn lên hết, là có cái là ta cứ lên thôi. Bình cũng đi chi cha con rồi. Giờ bên này con có ai đâu, không có ổng. Với lại cô út của con bên Cali. Rồi. Dạ, vậy thôi đó. Là đi sao Bình luôn hả? Đi sao chú Bình hả? Nói chung là mà ở bên đây lâu lúc mình lập lâu lâu mình gặp mấy người cũng như là ở quê như ở xa lâu lâu mình gần thân thì mình gặp lại như bình Việt Nam đã biết rồi. Dạ. Mừng cưới. You're a very good chef. Anh nói chú nấu ăn ngon. Good chef. Yeah. Good chef. Thank you. Really good. Even though it's different than I'm used to. Anh nói cái bò kho này nào giờ chưa ăn bao giờ cái bò kho kiểu vậy. Nó phải đến tại là người ta nấu phải nấu đầy đủ, nó gân nó nạc nó kia mới ngon. Ăn bò kho mấy kiểu thông thường á. Anh chưa bao giờ ăn bò kho mà có bò viên. Is this like northern style or middle style? Ngon ngon. Việt Nam mình con nghe bò kho bò viên. Câu bò kho bò viên. Đúng rồi. Không giờ chú nhắc không có nhớ. Vậy nếu nước chạy chạy. Nem nước ngon lắm chạy. Sao chạy? Không biết nước không? Nó ngon mẹ không? Ủa kỳ ba con qua đi chơi đâu không? Không chơi đâu không? Ba con qua được 2 tháng. Mà ông ở bên đó phòng có đâu đi đâu không? Không đi đâu chú. Ở lúc đó còn bé còn hoàng nhỏ xíu. This is so good. Try a little bit. You try it. Ông cảm nhận. Đây là ba. Đó Việt Nam vui hơn. Thì không, ba con đi ăn không đi chơi. À cũng không đi chơi luôn hả? Nhà giữ cháu rồi con mà nên ba con thấy bình thường. Vậy ông ở bên đây thích hợp á. Dạ. Nhưng người ít đi chơi qua đây ở thích hợp không? Đúng. Những người ít đi chơi qua đây. Người già chị thôi đi qua chạy đi. Được. Ít nhất chạy xe không được. Ví dụ có chạy xe được thì cũng không biết đi đâu. Ba con là không ít đi chơi, ba mẹ con là qua đây ở hợp lắm. Không có đi chơi, không có bạn bè, không có cần thú vui gì hết. Giữ cháu rồi đúng không? Thú vui là giữ cháu. Đúng rồi. Chở gần con cháu, không cho con cháu bữa ăn. Mấy người đó qua đây ở mới được. Đúng rồi. Mấy người mà kia sáng mà kia sàn có dây sàn ra làm cà phê đúng rồi, sàn qua ăn ăn này ăn kia là thôi xong. Mỹ bắt ra Mỹ này rồi, nếu mà chấp nhận qua đây phải chịu yên lặng tĩnh lặng, còn muốn ăn thì ăn tự nấu thì chứ. Dạ. Và ok tại dịch đó chứ chứ không phải là ba mẹ con ở đây rồi. Dạ, dạ dịch đó chứ còn giấy tờ xong hết rồi. Ờ, giờ dạ. Chỉ cần cái lãnh sự quán mở cửa ra rồi lâu lâu đi lần khám ha. Sức khỏe rồi đi phỏng vấn là xong rồi. Lâu đi lần ha. Dạ. Đợt này nếu mà ba mẹ con qua là ở luôn đó chứ. Luôn á hả? Ở luôn chứ không có đi qua lâu lần nữa. Ừ. Dạ. Ồ là đợt này là lãnh qua luôn đó ha. Dạ, lãnh qua luôn xong giấy tờ đồ hết rồi đó chú. Ok. Dạ. Rồi cái có dịp rồi cái con qua đây qua đi chơi. Dạ. Chú có rảnh chú chạy đi qua bển chơi. Dạ. Chỗ con chú chạy xe được không? Không, cũng 20 tiếng. Ồ, không. À, không đi Bình thì được. Bình cũng 10 mấy tiếng ha. Chú Bình chắc tới trước con hả? Con biết đi chú đi đường nào đó nha. Vừa rồi nếu mà đi hồi bữa chú đi anh đi giờ nào bao nhiêu tiếng? Đi sáng cho đi là đi ngày rưỡi á, tính là ngày rưỡi. Một ngày rưỡi. Đi sáng tới chiều chú ngủ lại cái sáng đây tới sáng bữa sau chú đi rồi tới chiều đó, tới chiều 1-2 giờ thôi. Vậy là cũng có mấy chục tiếng chứ, 20 tiếng đó chứ. Indiana thì còn một tiếng đồng hồ nữa là tới Chicago. Ừ, đúng rồi. Yeah. Đó, như là chạy ngang Chicago. Chạy ngang Chicago. Ừ. Bò kho là phải ăn với cái nào này. Very good. Quá ngon. Quá ngon rồi. Trời ơi, bữa nay khen dữ trời. Nhà không ăn luôn. I eat too much. Vợ chú ăn chay hả chú? Không, không ăn chay. Dạ con không ăn cứ là bỏ luôn. Trời đất ơi. Nấu vừa đủ mình ăn rồi. Cũng như. Ok. Ok. Good job. Yeah. It's good, right? It's good.
Too full. Like I like the beef inside there. I like the meatballs inside there. The corn or the carrots are good. This is good. The baked meat is okay. Now I'm tired. Now I want to take a nap. Chịu rồi, mới lạ lạ không chịu, giờ chịu rồi, cái dạ, này im rồi. Đó, vậy thôi đó. Vậy thôi. Mít nè, Phượng đi tới đâu thấy lạ lạ đó, mình bỏ. Dạ. Chú rồi cũng nghe, cái đó là chú Đại Bi không ta? Vâng. Chú? Chú luôn, mỗi ngày luôn. Ừ. Nhà này chỉ có vô đó thôi. Dạ. Còn chừng nào mà chú hát rồi chú tắt nghe cái nhỏ. Dạ. Yeah. Không, ở Mỹ mình được cái mình hát á, sát chiều tối gì trong nhà mình ta không nghe. Không biết gì. Ta không nghe, ta không biết gì luôn. Biết rồi. Lâu lâu mình quay lên cái Việt Nam tưởng là ồ sẽ đi ồn hàng sớm nhưng mà không ai nghe gì đó. Còn bữa chú chơi rồi. Chú mở ra ra là chú hát luôn, nát cho tới 12 mấy gần 1 giờ để chứng minh ra. Trời, nó không, nó ra ra được quá. Ra thì... Chú không đóng ra là chú đợi mở luôn, chừng nào cảnh sát nó tao ngưng. Mọi người cảnh sát chạy xe trước nhà luôn hả? Ừ, chạy tới thì ngưng. Làm gì vậy? Chơi, chơi, chơi dữ lắm. Chơi thừa. À. Ừ. Đứng có nhậu không? Nhậu rồi, để bạn ngoài đường, ngoài chỗ xe đậu á. À. Ở trong này hát, nhảy nhúa, nhó không? Rồi, đất ơi. Lâu lâu rồi, tốt rồi. Không, nếu mà hát, chú hát trong đây không ai nghe đó. Ở đây thì nói gì? Ừ. Đây, ai tới? Ngoài kia, mà mở, chú mở cửa lên luôn, chứ phải đóng cửa ra đây đâu. À. Mở ra giọng ầm ầm ở nhà chơi, chơi giống y chang lúc mà chơi giống bên Việt Nam mình á. Ừ. Quá dữ luôn. Cảnh sát tới thì xóa đi thôi chứ đâu giờ, không giờ, tết của tao là thông cảm. Đâu tại vì mấy thằng nhà kế bên đó mấy. À. Xin xăm. Trời ơi là tối cô giò xương sâm này. Ồ, oh, xương sâm vậy là nó đông cứng luôn, giờ mình ăn hả chú? Ừ, nó mát lắm. Dạ, cảm ơn chú nghe xương sâm này. Trời ơi, cảm ơn cô nhiều lắm. À. Đang ăn mà chú làm một hết rồi, chú nói chích cha. Cái còn nói ủa gì vậy chú? Chú chạy vô chú lấy xương sâm chứ chú quên. Ồ, cái xương sâm này là đúng là organic 100% luôn nè. Xương sâm, xương sáo hợp lựu nè các bạn ơi. Đây, trái cây nữa nè. Này sáng là nó còn, chú không có. À, đu đủ hả chú? Ừ, đu đủ với hấu luôn tết. Dạ. Ồ, cái này là có nước đường luôn. Nước đường này mình nhìn thác đường phèn. Dạ. Phèn mà nó dứa. Dạ. Bỏ vô miếng. Không. Ủa vậy à, tao đuổi vậy. Thôi thôi, mình thấy mình cũng biết đi làm bệnh rồi thôi. Mình không thèm nói tới nữa, không thèm nói. Thôi mình muốn làm được. Không làm được, không được, không được. Rồi, chắc từng ngày nó ốp rồi, nó hôn con đi chuyện. Hồi nãy giờ chú Dũng hỏi Ngọc về một cái app mà chú Dũng tự nhiên á, bị chú Dũng có cái app này chú Dũng rất là thích để người ta bán đồ cũ á, ví dụ như mình có đồ cũ là mình lên mình bán ở trên đó đó. Mà mấy tháng này vô không được hả? Không vô được. Mấy tháng này vô không được. Rồi cái hỏi con coi giùm cho chú cơ, nó bị sao rồi là nãy giờ Ngọc là tạo cho chú Dũng một cái Gmail nè. Rồi Ngọc đăng nhập vô dùng chú Dũng, Ngọc nói ủa giờ bữa giờ không có con rồi sao? Mấy thằng trai không chị không chỉ hả? Chú nói nó kêu nó bận đâu à. Ừ. Rảnh đâu đi làm 8 tính 9 giờ nó mới về đâu, rồi bắt đầu tới về ngồi nó ăn uống rồi vừa đưa ra cái đây thôi. Bận à? Mệt lắm, con mệt với những người. Không, không, thường thường là vậy đó con. Vậy đó. Con mà qua chú Bình là con cũng chỉ cho chú Bình. Rồi. Với tiếng Phượng. Rồi. Ý chứ vậy thôi. Mấy người dạp dạy chú rồi. Con mà mỗi lần qua là cái Phượng mà có cái gì là nhớ trong đầu là kêu con làm hết. Mấy nhỏ giờ khó dễ gì nha. À cũng ngộ ha. Con thấy cũng ngộ tại vì mấy người mua đồ mấy cô mà mua đồ cho con á. Cái cho con mượn cái điện thoại chú ơi. Cái con hỏi cái kêu là kêu nó cô con lên nó con của cô lên mua đi. Cô nó thôi mấy đứa nó nhờ nó khó lắm. Ừ. Tội ghê con nó ủa sao kỳ thế. Rồi mấy cái app rồi bây giờ ok rồi đó. Rồi bây giờ là lên muốn mua gì mua rồi. Được rồi ha. Bởi vì nhờ vậy mấy tháng này không tốn tiền. Đúng không? Lần đục lên mua suốt. Không có dài vậy. Mua con lạ lên cái mua lạ lạ em mua. Phải vậy, giờ là tốn tiền trở lại rồi đó. Ừ, cái lá này nè. Cô xăm gì vậy? Xương xăm á, cái cô cổ ở ngoài đằng sau, có cổ của trồng á các bạn. Xong rồi cái củ hồi tối này củ giò cho mình để đây cho Ngọc nè. Cho cái Ngọc thêm một ly đem về nữa nè. Quá ngon luôn các bạn ơi, rất là thơm cái mùi xăm luôn. Nói trộn. Dạ. Này hoàng quá đã luôn.
Mà cái này hay với chú ha, ai có cái gì cái ta đem lên ta bán. Người ta không xài thì cái thanh đeo bát là có người mua hả? Thì ví dụ mình giờ mình xài chán cái gì trong nhà mình chán, ví dụ mình mua 500 mình bán, cho mình lên bán, rồi mua trước 500 mình bán 300 người khác ta mua lại ta xài. Đúng rồi. Ta mua rẻ lại. Nhờ chú con mới biết cái app đó chơi nào giờ không biết luôn á. Dạ, không bao giờ vô. Đâu biết đâu vô. Vô cái này thì vô. Có lý nè, mong mốt mà nhà con mà con cần bán cái gì con chụp hình để lên cho nó có. Ủa có bán xe không chú? Đủ cái gì á. Cái gì á? Nè xe có nè. À xe cổ đâu để lên bán luôn. Ừ. Hay ta đủ nhưng đó. Ủa nhưng mà cái mà tiểu bang là không có nha, chứ không phải riêng cái bang này. Đúng rồi, đúng rồi, bang này không có. Bang không có. Nhưng mà thí dụ như mình đưa lên đó rồi người ta có chặt phí mình không? Không, không, không chặt gì. Không có chặt phí. À. Vậy chắc người ta ăn tiền mình bằng cái mỗi lần mình tải ứng dụng là người ta sẽ được tiền cái tải ứng dụng hay là sao ta? Không biết, chắc nó không phải có cái gì chứ. Mà thí dụ như mà thí dụ như người ta bán chú mua 300 là chú trả đúng 300. Đó, ví dụ nó bán 300 mình có quyền trả 250. Ok. 200 cũng được nữa, mình trả 200 cũng được, nó thích người ta thích người ta bán thích thôi chứ nó đô thì thôi. Ừ chứ cái trang này nó được con cái mình có quyền trả giá. Đúng rồi. Mà thường thường nó biết cái trang này vậy nó hay đưa lên nó giá cao để mình trả luôn. Nó cũng như mình đi vô mò nó sale tới mùa lễ sale mẹ gì đâu lúc bình thường người ta đã bán 100 rồi. Bây giờ nó vô nó để 150 tới ngày lễ để 150 nó bán 100. Đúng rồi. Mình biết giá chưa? Đúng rồi. Đó vậy á. Trời ơi, nó vừa đâu Mỹ mà. Đó mọi người, thì qua nhà chú rất là vui luôn. Nào giờ cũng không có biết chú, nhưng mà chú đón tiếp nồng hậu, rồi chú rất là thân thiện, tất cả mọi thứ rất là tốt. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Có đem về một cái ly sâm đó nè, Ngọc rất là thích cái ly sâm này, đem về cho ông Ben ăn. Bây giờ thì cả gia đình chạy lên cái đi tiếp biển, đi ra tới Miami, đi ra biển Miami, nhưng mà cái biển bây giờ nó nằm thua bên phía sau là phía nam. Còn cái biển hồi bữa thì không phải, đi một cái biển khác nữa, tại ở đây nhiều biển lắm các bạn, đi nhiều biển để coi cái biển nào sao để mình biết không. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này, like cho cái video, bấm nút đăng ký cũng như là nút chia sẻ để có thể tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo của gia đình. Còn bây giờ thì gia đình xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye. Bye.